Đêm nay là một đêm kinh hoàng. 12 giờ đêm, tiếng bước chân rất mạnh trên lầu. Mà khoan, cả khu trọ này về quê hết rồi cơ mà. Mình là thằng sinh viên mới ra trường nên gần Tết vẫn phải ở lại làm thêm. Dãy trọ mình ở 2 tầng khá cũ và mình ở tầng 1. Được 1-2 tuần đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến một hôm, tối hôm đó là 22 tháng chạp, mọi người về quê nghỉ Tết hết rồi, chỉ còn một cặp vợ chồng và tôi ở lại. 11 giờ đêm đi làm về, nhìn dãy trọ tối om và heo hút, căn phòng của cặp vợ chồng kia cũng đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Tiếng két chói tai của cái cổng sắt han rỉ vang lên. Tôi ngước nhìn về hướng phòng mình mà tự dưng cảm thấy lạnh gáy. Theo phản xạ, tôi quay người lại để nhìn phía sau lưng thì không thấy gì lạ cả. Tự nhiên da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Tự trấn an bản thân, tôi háng giọng một cái như tự đánh dấu sự xuất hiện của mình. Tôi bình tĩnh dắt xe vào trong, về phòng mở cửa. Tôi sộc thẳng vào trong và đóng dầm cửa lại. Lúc này tim tôi đang đập liên hồi và thở hổn hển. Tôi ngồi thất thần 5 phút để bản thân tự bình tĩnh. Chắc do tôi thần hồn nát thần tính đó thôi, ma quỷ gì chứ. Tự nhiên tôi lại thấy đói, đứng dậy bật nồi nước làm gói mì ăn rồi đi ngủ. Nước sôi rồi, định lấy gói mì thì nhớ ra nó vẫn treo ở trên xe, mà cái xe vẫn còn để trong sân khu trọ. Giờ sao, hay thôi không ăn nữa. Nhưng mà tôi thực sự đói quá nên tự nhủ thôi thì ra mở cửa lấy rồi đi vào, có cái gì mà sợ. Nghĩ là làm, vì đằng nào nước cũng sôi rồi mà. Mở cửa ra, một khoảng trắng vụt qua trước mặt mình, ngay trước cửa phòng tôi. Không thể nhận ra được là cái gì hay là ánh sáng từ đâu. Nó nhanh lắm. Tôi đứng hình tầm 10 giây không biết làm gì tiếp theo, xong đóng sầm cửa lại, trèo luôn lên giường. Không mì tôm mì cá gì nữa hết. Đêm hôm ấy đúng là một đêm thảm họa, cái đêm thảm họa nhất của cuộc đời tôi từ trước đến nay. Không thể ngủ nổi, tôi nhắm mắt mà cứ nghĩ về cái khoảng trắng ấy. Đến tầm hơn 1 giờ đêm, mắt cay cay rồi mà không ngủ được, điện vẫn để. Tự nhiên có tiếng gõ cửa. Đầu tiên là cửa sổ, rồi đến cửa chính mà không hề có tiếng bước chân. Cái cửa sổ đó tôi đóng suốt cơ mà. Tôi bèn đứng dậy hỏi, ai đấy? Không ai trả lời cả, và tiếng gõ cửa cũng im bặt. Nhưng 15 phút sau, tiếng gõ cửa đó lại vang lên. Hoảng quá, tôi chạy ngay vào trong bếp, lấy hai nhánh tỏi, một nhánh cầm trong tay, một nhánh đút vội qua khe cửa dưới, đẩy nó ra ngoài. Được một lúc là im lặng, tôi thì ngồi im trên giường, bật hết các thể loại điện và mở nhạc trên điện thoại. Dầm một cái, có tiếng gì đó trên trần, làm tôi giật bắn mình. Tiếng trên trần dội xuống, như kiểu phòng trên tầng đổ cái gì nặng lắm ấy. Mà quái, đổ to thế mà ông bà phòng bên không nghe thấy sao? Tiếp đó, tôi nghe rõ mồn một có tiếng bước chân di chuyển ở trên, mà mấy phòng trên tầng thì đã về hết rồi cơ mà. Vậy tiếng chân là của ai? Mà nó di chuyển đúng kiểu từ từ, từ đầu dãy này xuống cuối dãy kia, như đi xin của các phòng vậy. Lòng tôi tràn ngập kinh hãi, chỉ biết co ro rúm gió trong góc giường. Tôi ngồi im như vậy, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn ra cửa, rồi lại nhìn lên trần nhà. Mệt quá, tôi ngủ đi lúc nào không biết, gục xuống giường mà ngủ luôn. Mơ một giấc mơ ma mị hết sức. Chỉ nhớ trong giấc mơ, tôi có gặp một cậu bé, chắc chỉ tầm 5-6 tuổi thôi, nhưng mặc bộ đồ như người lớn, nhìn rất chững chạc, cứ thi thoảng lại nhìn tôi rồi cười. Xong tự nhiên điện thoại kêu, tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra mấy chị ở cơ quan không thấy đi làm, gọi điện hỏi. Lúc ấy gần 10 giờ sáng rồi, và tôi vẫn ngồi như vậy ngủ cả đêm. Lấy cớ bị sốt, tôi xin nghỉ. Nhìn lại căn phòng vẫn thấy bình thường, nhánh tỏi trên tay thì vẫn còn, nhưng nhánh tỏi trước cửa thì đã mất rồi. Tôi có sang hỏi hai ông bà phòng bên, ông bà ấy bảo không thấy gì cả. Đêm qua có thấy gì đâu. Tôi cũng thử mò lên tầng để xem, biết đâu còn có người chưa về, thì thấy các phòng đều đóng hết cửa rồi. Lạ cái là ở trên tường, phía trên cánh cửa gần sát mái nhà ấy, thi thoảng có vết chân trẻ con nhỏ nhỏ, mờ mờ. Nếu không để ý, chắc sẽ không thấy đâu. Tôi hãi quá, xin về quê luôn chiều hôm ấy. Về đến nhà kể với mẹ, mẹ xuống miếu gần nhà, xin cho tôi cái quẻ âm dương. Thì ông thầy ở đó nói là tôi bị một vong trẻ con quấy. Nó quấy thôi chứ không phá. Vong lành cắt cũng được mà thờ nó cũng được. Mẹ tôi về kể lại chuyện rồi bảo chuyển phòng đi. Thế là Tết lên, tôi mua ít hoa quả để ít gạo ra đĩa, thắp hương trong phòng rồi xin chuyển phòng luôn.